Câu chuyện Senka của tôi. Điều tôi thích nhất đó là Senka không làm da bị khô căng sau khi rửa mặt. Vì thế, tôi có thể thỏa thích sấy tóc cho con và ru con gái ngủ, rồi mới dùng lotion dưỡng ẩm. Vậy mà trong suốt thời gian đó, da tôi vẫn mềm mịn. Tôi nghĩ là nhờ rửa mặt với Senka. Gần đây con gái tôi cũng bắt đầu muốn rửa mặt với Senka giống mẹ. Con thích rửa mặt với bọt mẹ. Và da con cũng mềm hơn nữa. Siêu mềm luôn. Da mộc sạch sâu và ẩm mịn, đẹp chuẩn Nhật.